để chuẩn bị tài nguyên cho cái môn này thì trong kỳ này chúng ta có những quy định như sau này. Thứ nhất, các bạn đi học phải mang lab, đây là điều bắt buộc để chúng ta thực hành trên lớp, bởi vì setup một project mới tải về nó lâu lắm. Một project Laravel, để tôi cho các bạn xem cái project vừa mới code xong, nó rất là nặng. Đây, đây là poly, đây là PHP đây. Đây, cái con này tôi vừa mới code xong, các bạn xem cái info của nó, 323.1 MB. Đó, nó cực kỳ nhiều. Cho nên là để tải về rồi thì là setup cho nó chạy thì nó cực kỳ mất thời gian. Được chưa? Cho nên là các bạn tốt nhất là mang lab đi và setup cùng với tôi ngay từ buổi đầu để chúng ta làm việc trên một project thôi, sau đó cho nó quen đi. Được chưa nhỉ? Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì là tôi sẽ cố gắng quay lại các cái buổi học của chúng ta để nó up lên YouTube để các bạn về có cái mà xem nếu mà bị quên kiến thức. Được chưa? Thì các bạn cứ vào cái kênh YouTube của tôi ấy. Vào YouTube này, search chữ thiện TH kiểu gì nó cũng có. Đây, kiểu gì nó cũng ra. Sao lại Đức HA00108 này trời. Chịu. Đấy, nó sẽ có cái kênh để của Laravel lớp mình, thì tí nữa tôi sẽ tạo ra. Các bạn có thể xem lại các buổi học ở trên đấy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành, tôi sẽ code và tôi đẩy code lên trên GitHub. Tí nữa, bây giờ tôi sẽ tạo luôn ra một cái repository mới. Các bạn có thể lên đấy để xem lại code của tôi. Thì tôi sẽ tạo ra một cái repository là lớp mình là lớp bao nhiêu nhỉ? 12211 PT12211 trừ PFP3. Đó, tôi sẽ tạo ra. Và các bạn, tôi sẽ đẩy code của tôi lên đây. Các bạn cứ lên trên này mà xem thôi. Để tôi kéo cái code này về, cái repository này về. Clone. Rồi. Ví dụ ở trong này tôi sẽ tiến hành tôi tạo ra một cái file mới, tôi viết code tôi đẩy lên trên đấy chẳng hạn. Thì ví dụ như đâu nhỉ? PT123DPP3 đây. Tôi tạo ra một cái something text này. Bên này lên này. Thì file đây là index.html chẳng hạn. Rồi xong. Tôi đẩy code lên. Chúng ta có thể vào trong cái thiện TH github.com thiện TH sược PT12211 sược PP3 và vào đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái file mà tôi đẩy lên trên này, nhìn thấy index đúng không? Vừa mới đẩy lên 19 giây trước này. Xem. Đó, code tôi vừa mới đẩy lên xong. Đúng không? Đấy là cái phương thức chúng ta sẽ làm việc với nhau. Rồi xong. Tiếp theo thì sẽ đến phần chuẩn bị môn, đấy là những cái tài nguyên học. Còn về cách học và cách dạy thì chúng ta không nói nhiều nữa, các bạn quá quen với tôi rồi, đúng không? Tiếp theo là đến phần các cái phần mềm và sẽ là môi trường cho Laravel. Thì thứ nhất, các bạn tải cho tôi bản SAM có version PHP 7.1 về. Nếu mà bạn nào có bản 5.6 thì gỡ nó ra cài lại bản 7.1.8. Được chưa? PHP phải là 7 chấm trở lên, ít nhất là 7.0 thì chúng ta mới code được Laravel và phiên bản mới. Thì chúng ta có thể kiểm tra cái PHP của mình bằng bật cái terminal hoặc là cái CMD lên. Chúng ta gõ là PHP cách trừ V thì nó sẽ ra cái đâu rồi, đâu thế? Nó sẽ ra cái phiên bản PHP của bạn, như của tôi đang là 7.1.8. Được chưa? Thì các bạn về các bạn cài lại, tải lại và cài lại cho tôi thằng bản PHP này. Bản SAM có PHP 7.1.8 hoặc là 7.0.22. Được chưa? Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn tải cái Composer. Search cho Composer thì nó sẽ có cái trang là getcomposer.org. Kích vào đây.
Đó, và phần download. Nếu mà ở bên Windows ấy, thì ở trên này nó sẽ có một cái file là composer setup.exe. Đây là của tôi, là ở bên macOS, cho nên là nó không có cái đường dẫn đấy. Nếu mà của các bạn thì ở trên chỗ này nó sẽ có một cái file để .exe để các bạn tải về, các bạn cài. Thì các bạn lưu ý cho tôi một cái, như sau. Đó là khi cài nó sẽ có một cái chỗ để cho nó chọn cái gì nó để là c hay chấm sang sượt php sượt php chấm exe. Giờ còn bên này chữ bất cần vào browse để tìm cái composer, nó sẽ đi liền với cái phiên bản php của chúng ta. Được chưa? Vì sao tôi bảo các bạn cài cái sang mới không phải bởi vì chúng ta cần sang chúng ta chạy, bởi vì Laravel chúng ta không cần sang, chúng ta không chạy được project, chúng ta chỉ cần sang để có MySQL thôi. Thì ở đây khi mà các bạn chọn này, các bạn chắc chắn nhớ được một điều là cái phiên bản PHP chúng ta chọn ở đây này nó vẫn theo đúng đường dẫn anh em, và không quan trọng là ổ nào, quan trọng là cái thư mục mà các bạn cài sang. Các bạn bấm vào đây, bạn bấm vào browse này để tìm đến cái thư mục cài sang cái phiên bản mới nhất của các bạn. Sau đó tìm đến vào trong thư mục PHP, trong đấy sẽ có đây là PHP, rồi thì tìm đến cái file php.exe ở dưới cùng cái file này, được chưa? Chọn nó để cái đường dẫn này chuyển sang cái đường dẫn chuẩn PHP bản mới nhất, được chưa? Sau đó lại cũng thế đấy là xong thằng composer này, được chưa? Để kiểm tra các bạn có cài được composer hay không thì chúng ta gõ cái cmd ấy. cài xong rồi hãy mở cmd gõ nhé, gõ là composer, enter xuống một cái là nó sẽ tự động nó chạy một cái đoạn như thế này. Các bạn chờ một chút, đấy đây này, nó ra cái chữ composer và version của composer là 1.4.1, bây giờ hình như là bản 1.5 mấy rồi, được chưa? Thì cứ ra cái chữ composer như thế này là các bạn cài thành công cái composer, được chưa? Vậy là chúng ta tạm đủ, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, tạm đủ để chạy được cái cài đặt và setup cho cái project của Laravel. Bây giờ đây là hai bước, tôi nốt lại nhá. Bước thứ nhất là cập nhật sang và có phiên bản PHP bản 7.1.8. cái thứ hai, cài và trỏ composer lên cái phiên bản này, được chưa? Cái thứ ba, bây giờ chúng ta đến cái thứ ba, cái này thì rất dễ, chạy một câu lệnh là xong. Bây giờ đến việc là cài đặt cái framework Laravel vào máy của các bạn để cho nó chạy như nào. Thì chúng ta xong hai phần này nhá, tôi tiếp tục này, tôi tắt bớt SAM và tắt bớt cái GitHub đi, tắt composer đi, thì tôi sẽ vào trang là laravel.com, vào laravel.com. thì đây là cái trang chủ của cái framework này, tí nữa tôi sẽ nói nhiều hơn về cái framework của chúng ta. Sau đó chúng ta bấm vào, nhìn những chữ document không, bấm vào đây thì nó sẽ ra ngay cái trang để giúp chúng ta cài đặt installation, là cài đặt cái framework vào máy này. Thì chúng ta làm như sau. Ở đây nó có ba cách cài, các bạn cài cách nào cũng được, nhưng mà tôi khuyên các bạn nên cài bằng cách thứ nhất này, installing Laravel bằng Laravel installer. Thì chúng ta sẽ cài bằng một câu lệnh như sau: sau khi cài xong composer, nhớ cài xong composer tắt hết cái cmd đi, sau đó chúng ta copy cái dòng này, mở cái cmd lên, chúng ta pệt cái dòng này xuống, được chưa? Enter thì nó sẽ tự động lên mạng, nó sẽ tự động cái câu lệnh này, ý nghĩa của nó là gì, nó sẽ tự động online. Tất nhiên là máy của chúng ta phải có mạng nhé, do máy của chúng ta phải có internet thì nó sẽ tải cái cấu trúc thư mục và thư viện cần thiết của
cái framework Laravel về máy của bạn, về máy của mình, và nó lưu lại dưới đấy, được chưa? Nó lưu lại đấy. Sau đó, sau mỗi lần các bạn muốn tạo project mới, các bạn chạy một tool lệnh thôi. Tool lệnh của chúng ta là Laravel, cách new, cách tên project. Đấy, có thế này thôi là chúng ta tạo xong một cái câu lệnh của project, là tạo xong một cái project Laravel. Được chưa? Sau khi tạo xong, của cái này chưa chạy xong, cái này còn chạy còn lâu lắm. Cái này chạy cũng khá là lâu, thế cho nên là tôi mới bảo chúng ta là tốt nhất là về nhà các bạn cài. Cài xong thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, và cài xong chúng ta mới set up chạy được cái project, được chưa? Chứ không thể nào có chuyện là đúng phát các bạn làm một ngày như này đâu, không được, rất là lâu, mất ít nhất là 10 phút. Đó, thì đấy là cái thứ ba, bước thứ ba là chúng ta set up và chạy một cái project Laravel ở trong máy của các bạn. Để kiểm tra version của Laravel, chúng ta vẫn ở trên CMD, chúng ta có câu lệnh là Laravel cách trừ version để kiểm tra xem cái phiên bản Laravel của bạn là bao nhiêu. Đây mặt trường của nó còn như thế này này, chạy cực kỳ lâu. À đây rồi, xong rồi. Nó chỉ của tôi nó đã cài rồi cho nên nó chạy khá là nhanh. Thì chúng ta có thể check là Laravel cách trừ version. Laravel installer là 1.4.1, chẳng biết là của nó là bao nhiêu. Được chưa? Xong nhá, đấy là xong hết về môi trường. Đến lúc này mới xong hết về môi trường để có thể chạy được project Laravel. Được chưa? Bây giờ tiếp này. Cái Laravel nó đặc biệt hơn các cái project PHP thường của chúng ta ở chỗ. Đó là chúng ta đặt cái project ở chỗ nào để bất kỳ chỗ nào ở trong máy của chúng ta, không nhất thiết phải đặt trong htdoc của SAM. Được chưa? Nếu mà chúng ta là nhà phát triển, chúng ta không nhất thiết phải đặt ở SAM. Được chưa? Ví dụ nhá, tôi ví dụ để tôi tạo ra một cái project Laravel cho các bạn nhìn này. Sau khi chạy xong cái này thì nó sẽ, chúng ta muốn tạo project mới, chúng ta gõ là Laravel cách new block. Được chưa? Thì ở đây chúng ta start luôn con assignment của mình. Ví dụ tôi tạo trong thư mục là PT12211PP3 nhá. Được chưa? Tôi tạo ra một cái project nằm trong này. Đây, trỏ vào thư mục này. Nó tương đương với cái CMD của các bạn. Bây giờ tôi tạo ra một project này. Laravel cách new cách assignment. Được chưa? Enter xuống. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tí nữa nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thư mục tên là assignment ở trong này. Đấy, thấy chưa? Nó tạo chúng ta một cái thư mục assignment ở trong này và nó sẽ lôi luôn những cái thư viện cần thiết của framework vào trong cái thư mục này cho chúng ta luôn. Đấy. Cái này tôi cài xong rồi cho nên nó lấy từ cách của máy tôi ra, và những cái bộ nhớ đạn, bộ nhớ tạm ở trong máy tôi lấy ra thì nó nhanh. Còn nếu của các bạn thì gần như là 100% nó phải tải mới về. Cho nên là cái việc setup này nó khá là lâu. Đấy, câu lệnh của chúng ta tiếp theo là Laravel cách nhìn cách tên project. Đấy, chạy trong cái thằng Laravel này dùng cực kỳ nhiều thư viện. Đã xong rồi. Chờ một tẹo là nó xong, chúng ta có thể bắt đầu cái project này luôn. Xong. Đã cài xong project Laravel. Bây giờ tiếp theo này, tôi hướng dẫn các bạn chạy xong rồi tôi sẽ giải thích tiếp nhé. Bây giờ các bạn xem này, bây giờ tôi đã tạo ra một cái project ở trong này, assignment này, đây là cái thư mục con của nó, được chưa?
Bây giờ chúng ta tiếp tục là mở nó ra để chạy. Thì chúng ta CD vào trong cái thư mục assignment của chúng ta. Được chưa? Assignment enter vào. Bây giờ chúng ta để chạy cái project này, chúng ta nó chạy bằng câu lệnh là PHP artisan serve. Nhớ nhá. PHP để chạy đi vào để chạy project. Để chạy project. Thì chúng ta gõ là PHP cách artisan cách serve thì nó sẽ chạy cái project của chúng ta ở cổng 8000. Đây, chúng ta chạy. Rồi đấy. Bây giờ chúng ta có thể vào web. Vào web vào bằng localhost 2.8000. Enter xuống. Nó sẽ có một cái website Laravel được chạy đây. Và đây là lý do vì sao tôi bảo là Laravel là không bắt buộc đặt trong cái HTTP của cái thằng sạc. Được chưa? Đây là lý do vì sao. Xong chưa? Tiếp theo này, chúng ta hoàn toàn có thể đổi cổng của nó. Đổi cổng cơ. Ví dụ chúng ta trên vẫn là PHP artisan serve thì đây là tôi đổi cổng này. Các bạn không thích cổng 8000, các bạn thích cổng 81 chẳng hạn. Thì vẫn là PHP artisan serve cách trừ trừ on bằng 81 chẳng hạn. Như này. Thì nó sẽ đổi lại trở thành cổng 81 cho các bạn. Nếu mà cổng 80 các bạn chưa đổi, các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang thành cổng 80. Ví dụ như này. Ở đây, tôi tắt cái con server này đi thì chúng ta Ctrl C nhé. Là tắt đi, nó không chạy nữa. Thì bây giờ chúng ta có vào cái website localhost cũng không chạy được. Không có để chạy nữa đúng không? Thì bây giờ chúng ta đổi cổng. Thì PHP artisan serve cách trừ trừ port bằng 81. Rồi xong. Bây giờ chúng ta để 8000 không chạy. Nhưng mà chuyển sang 81 sẽ chạy. Ủa? Không chạy nhỉ? 7. Hay là 81 của mình còn gì chiếm không? À đây. Permission deny. Tức là cái cổng này của tôi chưa mở. Ở bên Linux thì nó phức tạp. Còn ở bên Windows thì chúng ta không cần đâu. Để tôi thêm cái sudo này vào đây xem nào. Mốt đi. Ở bên Windows của các bạn không có sudo đâu nhá, không cần cho sudo để vào làm gì cả. Đây xong giờ mới chạy được cổng 81 này. Lại bảo lỗi đi. Đấy, chạy rồi đúng không? Thì các bạn ở bên Windows của các bạn chỉ cần tp admin server cách trừ trừ port bằng số port các bạn cần tích đặt. Sau đó thì chúng ta localhost 2.0 là chạy được. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ bê cái project Laravel vào. Và chúng ta sẽ vào bài học lý thuyết đầu tiên của chúng ta. Đây. Move. Xong. Bây giờ tôi có thể đổi cái giao diện của nó một vài chữ để chứng minh là cái project này của tôi đang chạy. Thì tôi vào phần research này, view này, welcome blade đúng không? Sau đó ở trong này tôi sẽ sửa lại cái chữ Laravel này, trở thành thiện TH. Sau đó ra ngoài trình duyệt. Được chưa? Thì đấy là cái code đầu tiên của chúng ta với Laravel và setup nó. Nếu các bạn ở nhà mà setup mới, chắc là mất được tầm khoảng 20 phút thì đấy. Hoặc khoảng đấy, tùy thuộc vào máy là tình của mạng của chúng ta. Có ai thắc mắc gì không? Đúng, mỗi lần chạy là cái này. Và sau này chúng ta sẽ còn dùng nhiều câu lệnh PHP Artisan nữa. Cái số lượng câu lệnh PHP Artisan nó cực kỳ nhiều. Sau này chúng ta tạo ra bảng cơ sở dữ liệu này, tạo ra master data cơ sở dữ liệu này, tạo ra controller này, tạo ra model này. Nhiều lắm, ở trong này nó cực kỳ nhiều. Thậm chí là tôi có thể tự tạo ra câu lệnh PHP Artisan chuyện bình thường. Để đấy các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái thằng PHP Artisan này. Thì các bạn lưu ý rồi nhé, các bạn nên bật hai cái CMD, một cái chỉ để đặt và chạy cái PHP server để duy trì server nó chạy,
Đấy chưa? Còn cốt của chúng ta, chúng ta thêm sửa giá, controller, hoặc là cái gì gì đấy thì chúng ta dùng một cái cửa sổ khác, chúng ta giải cái kia sử dụng cách khác. Đấy chưa? Rồi. Sau này bây giờ chúng ta sẽ đến lý thuyết về Laravel. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhiều hơn về cái thằng Addison này. Nói chung mà nói về framework thì ở đây các bạn cũng biết thì có framework nó là một cái khung hay còn gọi là tổ chức thư mục và thư viện được dựng sẵn. Trong một project để giúp chúng ta làm việc với sở cốt dễ hơn, đúng chưa? Giống như MVC ngày xưa chúng ta thì chúng ta phải dùng tay lại, đúng không? Cốt lại hoàn toàn dùng bằng tay, đúng không? Từ cái router, từ cái controller, từ cái view. Rồi thì với cái MVC cơ bản của chúng ta thì mọi thứ đều rất là nông dân, nó chẳng có cái gì cả. Chúng ta muốn thêm một thư viện ở bên ngoài thêm vào trong cốt của mình cũng khó, nó không có thêm không? Các bạn học kiểu các bạn học là sẽ không thêm được, đúng không? Bây giờ tôi với Facebook tôi có thể làm thứ nhất là có một cái chủ động và có một cái có sẵn. Đây là cái thứ nhất là có tổ chức thư mục và những cái thư viện được dựng sẵn của chúng ta. Cái thứ hai, khi các bạn sử dụng Facebook thì nó có cái gì? Có một cái thứ gọi là life cycle. Đây là vòng đời. Vòng đời của project. Vòng đời của project là cái gì? Nó sẽ bắt nguồn khi chúng ta có cái request từ máy, từ một cái trình duyệt nào đấy gửi đến server của mình, đúng không? Thì nó sẽ bắt đầu vòng đời từ đây. Bắt đầu vòng đời từ đây thì chúng ta sẽ có một cái thứ gọi là round để xử lý cái thằng này, để xử lý cái URL và cái request gửi lên. Request gửi lên thì nó sẽ là vào URL nào đấy, bằng URL nào đấy, đúng không? Yeah. Thì nó sẽ dựa vào cái URL đó và điều hướng về một cái controller nào đấy. Điều hướng cái nó xử lý nó sẽ dựa vào cái request của chúng ta, tức là cái URL của chúng ta. Nó để nó điều hướng về một con file controller nào đó để giúp xử lý logic tiếp theo. Tại controller chúng ta muốn xử lý với model, muốn xử lý với database nhưng có thể là thêm sửa xóa dữ liệu với database, thì chúng ta tiến hành tương tác từ controller, tương tác với model. Đây là bước 1 nhá, đây là bước 2, đây là bước 3. Từ model tương tác với cơ sở dữ liệu xong sẽ trả được một cái tín hiệu, đây là bước 4. Được chưa? Và với controller của chúng ta muốn trả cho người dùng một cái dữ liệu nào đấy, có thể là giao diện, view, có thể là file JSON sao, có thể là một file ảnh, hay là bất kỳ một cái gì mà thậm chí là từ một email chỉ đơn giản của một, thì chúng ta có controller code đến cái tầng view. Đây là bước thứ 5. Đây là cái life cycle. View thì lại bắt đầu có view thì lại bắt đầu có request mới, đúng không? Thì đây là một cái vòng đời của một cái request tồn tại ở trong cái project MVC framework của chúng ta. Được chưa? Thì chúng ta định nghĩa được cái life cycle này rồi, và thậm chí cái framework của chúng ta định nghĩa chúng ta cực kỳ rõ ràng như thế này rồi, thì chúng ta có thể làm gì? Sau này chúng ta khi mà đi ra ngoài đi làm, đúng không? Thì chúng ta đã biết cái life cycle của nó. Bây giờ người ta, các bạn vừa mới nhảy vào làm, người ta yêu cầu các bạn phát triển một tính năng mới luôn, đúng không? Thì các bạn phải làm gì? Bắt đầu từ số 1 và tạo ra cái route để nhận request, sau đó là tạo ra một controller để xử lý những request đấy. Muốn tương tác với dữ liệu thì xem ở trong hệ thống mình có những cái model nào rồi, để tương tác với những cái bảng cơ sở dữ liệu nào rồi, thì mình sử dụng nó luôn, đúng không? Sau đó là nếu mà những cái hàm ở trong đấy nó chưa đủ thì mình kết vào trong cái model này. Đấy, để tương tác, sau đó thì sao? Xử lý dữ liệu, test chắc chắn chưa lấy dữ liệu của controller rồi thì đổ ra cho người dùng một cái view. Cái view này thì cần cái giao diện, đúng không? Cái giao diện thì bên đội UI đổ này cho mình không phải có giao diện nữa, đúng không? Thì nó sẽ rất là dễ dàng. Thì đấy là cái lợi ích của life cycle. Nó đã có những cái sẵn, chúng ta không phải làm gì thêm nữa. Được. Cái thứ ba, cái lợi ích thứ ba khi mà chúng ta sử dụng framework thì đó là có cái cộng đồng.
Cộng đồng sử dụng Laravel bây giờ nó là một trong những cái cộng đồng lớn nhất thế giới. Nó là một trong những cộng đồng lớn nhất thế giới, hàng triệu cái lập trình viên đang sử dụng Laravel. Và họ chắc chắn là họ đi trước chúng ta thì họ sẽ gặp những cái vấn đề, họ gặp lỗi khi mà làm cái dự án. Cho nên họ sẽ bot lên mạng hỏi thôi, Stack Overflow, rồi thì Laravel, rồi nhiều kênh khác để hỏi đáp những cái vấn đề về Laravel. Thì chúng ta chỉ đơn giản là đi search, họ đã gặp lỗi rồi thì chắc chắn là có người giải quyết rồi. Thì chúng ta giờ lại gặp, thì nếu mà không biết giải quyết như thế nào thì lại đi search. Search thì chắc chắn là nó sẽ có câu trả lời, đến 80% nó sẽ có câu trả lời. Được chưa? Đấy là cái cộng đồng. Cái thứ tư, với Laravel, thường là các Facebook đều có, nhưng mà đặc biệt với Laravel, cái tài liệu hay là đất document của nó cực kỳ đầy đủ và chi tiết, cực kỳ nhiều lần tôi đọc ở trên cái tài liệu của nó cũng nhiều hơn đọc search ở ngoài nhiều lần, đủ tương đối là đủ đầy đủ. Tất nhiên bằng tiếng Anh nhưng cũng không bao giờ bị hiểu. Có một thằng người Việt Nam nào đấy cũng có dịch dài có đấy, các bạn tìm về dần đấy, nhưng tôi cũng đọc tiếng Anh rồi nên cũng để ý đấy tài liệu tiếng Việt xong. Và cái cộng đồng bên ngoài cái rắc rối giải quyết cái vấn đề này, giải quyết nhiều vấn đề về lỗi, giải quyết lỗi này, thì ngoài ra cái bọn cộng đồng này, cái phần lớn của nó, cái tài liệu cộng đồng là đến từ thư viện của third party, tức là những cái lập trình viên khác họ tự chủ động viết ra các thư viện để áp dụng vào trong Laravel. Đó, chủ động viết thư viện để áp dụng vào trong Laravel để chúng ta bê về chúng ta dùng thôi, chúng ta không phải code những cái thư viện này. Ví dụ thư viện xử lý file Excel này, file PDF này, rồi thì resize ảnh này, đúng không? Rồi thì là gửi email này, rồi thì sau này sắp tới sẽ áp dụng thêm một cái là phân quyền, hệ thống phân quyền. Thì đấy cũng là một cái thư viện của một lập trình viên ở bên thứ ba, họ là cá nhân, họ đóng góp cho cộng đồng, họ public trên GitHub. Chúng ta chỉ cần muốn dùng tải về mạng, tải về mạng là dùng được. Và trên GitHub thì họ tất nhiên họ sẽ có những cái họ sẽ có thêm những cái gọi là hướng dẫn sử dụng của chúng ta, nhưng không để chúng ta chết trôi ở đấy được nhá, yên tâm. Thì đấy, đây là bốn cái lợi ích khi chúng ta sử dụng Laravel. Bây giờ đến lợi ích nào, lợi ích nào là nhu cầu thị trường lớn. Nhu cầu thị trường bây giờ đang cực kỳ nhiều. Thật, các bạn lên Việt Nam Quốc hoặc lên Việt Nam IT Giờ hay lên IT Việt thử search lên, search lập trình viên PHP. Thì bây giờ PHP với PHP Việt Nam thì nhu cầu lớn nhất là Laravel. Nhu cầu lớn thứ hai là kết. Tiếp theo là coding editor. Đây là chỉ nói phần quốc với nhau, WordPress thì tìm. Giờ WordPress là CMS, chúng ta không đánh đồng được. Dạ, coding editor 3 thằng này là 3 thằng đang dẫn đầu. Tiếp theo là thằng fan con. Đấy, 3 thằng này có 4 thằng này là một thằng dẫn đầu ở trong cái nhu cầu tuyển dụng của các cái doanh nghiệp. Thì chúng ta làm project trong hôm này rồi hôm sau về Laravel thì chúng ta đã có vốn để đi phỏng vấn rồi, nó rất là lợi thế khi mà đưa vào dẫn các bạn. Xong chưa? Rồi, đấy là cái nói qua về cái framework. Bây giờ tôi sẽ nói về các cái chức năng mà Laravel nó đang có sẵn nhé. Và tôi vừa mới làm một con project về Laravel xong. Thì nếu các bạn muốn xem thì nó là cái trang, chính là cái trang này, sản phẩm .sinhvienpoly.com. Tôi vừa mới đẩy lên hosting tối qua. Đây là dữ liệu test thôi. Đây là tôi định làm một trang để show những cái sản phẩm làm tốt của sinh viên trường mình lên. Cái này tôi làm bằng Laravel. Đây code vẫn còn này. Code vẫn còn. Đây. Sinh viên Poly. Được chưa? Đây là cái trang mà tôi vừa mới làm xong.
Thì nó có cái gì, nhìn vào đây nó có cái gì? Thứ nhất là giao diện chúng ta dễ dàng áp dụng vào này. Đây là bài viết này. Đây là Hưng LT. Nó chỉ đơn giản có hai màn hình như này thôi. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm rất nhiều thứ, có thể search các thứ các kiểu. Search này, sắp xếp này, theo video này, theo lượt xem nhiều nhất này, sản phẩm này, gallery này. Đấy, sản phẩm nhiều này. Rồi thì gallery này. Gallery nó sẽ có cái hình ảnh ở bên này, góc bên dưới. Đây là trang quản trị này. Toàn bộ xây dựng bằng Laravel và code HTML không, admin. Toàn bộ là của Laravel. Đây, môn học. Các thứ kiểu học kỳ. Đó, gửi mail này. Gửi email. Đây, quên mật khẩu nhé. Tôi điền email của tôi vào đây. Chẳng biết trang này có chạy không. Đưa lên host, tôi chưa test. Lỗi rồi. SSL chưa mở. Đây là trên server nó chưa mở cái này. Thì để tôi tí tôi demo ở cái project chạy máy thôi, tôi gửi email xong. Thì với Laravel chúng ta có cái gì? Các tính năng gì? Nhất là chúng ta có tương tác với DB. Với tương tác với DB thì chúng ta có cái gì? Có thằng này lên sử. Cái thằng này ý nghĩa của nó là tạo ra cái cấu trúc các bảng trong DB bằng code PHP. Đấy là thằng migration. Tiếp theo là seeding thì nó là tạo ra insert thêm, sửa thêm những cái dữ liệu mẫu, data mẫu vào các bảng trong DB bằng quốc tế đấy tất nhiên rồi. Được chưa? Thì cái này nó sẽ hơi khó hiểu các bạn. Thì tôi giải thích như này. Khi mà chúng ta có một cái project ban đầu đúng không? Ví dụ như cái hệ thống vừa rồi vừa sau các bạn này, thì cái quyền của người dùng này, thường thường chúng ta tự định nghĩa sẵn sẵn và insert sẵn trong cơ sở dữ liệu đúng không? Rồi thêm vào đấy cái tài khoản có sẵn nữa. Ví dụ như tài khoản admin thì chúng ta phải tìm ngay từ đầu để chúng ta mới làm login, chứ không phải làm từ quái được. Bởi vì mã hóa, cái password của chúng ta đã được mã hóa hết rồi. Ngon chứ không thể nào để cái password đầu tiên được, mà chúng ta không mã hóa được bằng tay, phải dùng tool để mã hóa. Thì code PHP làm việc đấy, chúng ta phải thêm sẵn những dữ liệu. Đấy, những dữ liệu mà khi mà project chính thức chạy, thì chúng ta phải có những cái data đấy trong cơ sở dữ liệu rồi. Thì người ta gọi cái đấy là data mẫu hoặc là master data. Thì chúng ta có thể sử dụng CD thêm master data là nào. Tiếp theo là việc thêm sửa giá dữ liệu bằng ở trong cái lớp mô đồ của chúng ta hoặc ở trong controller thì chúng ta có ILOQUIN. Nó chính là cái active, nó giống như kiểu cái active record ở trong gì ấy. Đó, chúng ta cũng xây dựng một lớp mô đồ rồi đúng không? Thế đều không? Ví dụ tôi muốn lấy toàn bộ dữ liệu trong cả một lát tôi sử dụng đơn giản. I.all đấy là ngoài. Tôi muốn lấy thêm một cái điều kiện nào đấy, cô đã I.all đây điều kiện một, đây là của price giá bằng giá lớn hơn đúng không, lớn hơn thì chúng ta có dấu lớn hơn 2000 đóng vào chọn đến get. Đây là nó sẽ là cô đơn để lấy tất cả các sản phẩm ở trong bảng cô đã có giá trị của price lớn hơn 2000 lấy hết rồi. Phân trang cũng cực kỳ dễ, chúng ta có product 2.2.que chẳng chê đi que gì đấy xong rồi chọn đến pertinent phân trang trang một trang chúng ta có 10 sản phẩm chẳng hạn, biết số 10 đấy thì trang một sẽ có 10 sản phẩm từ 1 đến 10, trang 2 có 10 sản phẩm từ 11 cho đến 20, trang 3 có 10 sản phẩm 21 cho đến 30. Đó, nó sẽ tự động phân trang của chúng ta luôn, chúng ta không phải làm gì thêm. Được chưa? Thì đấy là cái khái niệm đấy, ILOQUIN. Thì cái này các bạn sẽ được học tiếp theo sau này.
Dạ. Tiếp theo làm việc với data lake với những cái bảng phức tạp, với những bảng thực sự là phức tạp thì chúng ta phải chủ động biết câu lệnh select sao hay gì đấy tương tác với cơ sở dữ liệu ra thì chúng ta có những cái thứ người ta gọi là query builder. Query builder thì cái này nó sẽ cũng tương tác với DB, cũng tương tác với DB nhưng mà với những cái câu lệnh phức tạp không thể sử dụng được với cái open này thì họ sẽ cung cấp cho ta một công cụ để giúp chúng ta chủ động tự viết câu lệnh chặt thì người ta bật query builder. Tiếp theo nữa với vẫn là database để đảm bảo dữ liệu của chúng ta được an toàn này. Ví dụ trong quá trình chúng ta insert một dữ liệu một cái bảng vào đấy nó sẽ bao gồm khoảng 5-7 bảng con khác. Trong quá trình insert những cái bảng con nó xảy ra lỗi thì người ta phải đảm bảo được những cái bảng kia chúng ta không có vấn đề gì. Đảm bảo an toàn dữ liệu chúng ta có những cái transaction. Transaction này để đảm bảo an toàn của data cho khi chúng ta tương tác có transaction. Đấy, bằng này thứ đã đủ để chúng ta làm một cơ sở dữ liệu chưa? Quá thừa rồi. Xong chưa? Rồi. Tôi đi chữ M rồi nhá. Bây giờ đến cái chữ C này là controller. Với controller để nơi này là nơi xử lý logic của cái hệ thống của mình đúng không? Thì controller này nó hỗ trợ cho chúng ta cái khái niệm đầu tiên là khái niệm về request để giúp chúng ta validate dữ liệu truyền lên. Validate dữ liệu truyền lên và trả ngược lại cho người dùng khi mà họ vi phạm một cái yêu cầu nào đấy ở trong cái chúng ta quy định. Thì đầu tiên là cái lớp request. Tiếp theo là ngoài cái request này ra nó còn thêm cho chúng ta những cái liên quan đến validate dữ liệu như thằng validator cũng dùng để validate dữ liệu nhưng mà nó dùng ở chỗ khác, hai thằng này ở những cái chỗ khác nhau, dùng những chỗ khác nhau, chúng ta thích dùng thằng nào thì dùng chứ không nhất thiết là cả hai thằng này bắt buộc phải có. Được chưa? Tiếp theo response, cái thằng này nó sẽ giúp chúng ta trả về cho người dùng những cái dữ liệu mà mình mong muốn. Ví dụ respond có thể respond về view có thể respond về di sản và có thể respond về file nghe tải cho người ta nghe tải cái file nào đấy trên server về. Rồi thì là cái lớp request này ngoài việc validate này vẫn là cái lớp request nhé, thì chúng ta ở trong controller chúng ta còn có thêm cái file upload đó, file upload thì cái này nó sẽ giúp chúng ta là lưu file được upload lên server đó, cái lớp file upload. Đó là controller còn nhiều nhưng mà tôi chỉ nói qua một ngày nữa. Vì thế nào? Tiếp theo này. Sau chữ C rồi nhá, bây giờ đến chữ B. Đến chữ view. Thì nó sẽ có một cái khái niệm cực kỳ nổi tiếng trong Laravel đó là blade view. Cái thằng này cũng được bao nó có cung cấp chúng ta những cái khái niệm như kiểu là layout rồi thì là view composer này, rồi thì là include file, rồi thì là những cái automation. Đó, nếu mà chúng ta dùng hợp lý nó sẽ rất là tốt. Ví dụ chúng ta muốn thực hiện một con for each ở trong lệnh view này cực kỳ dễ, đó là a còng
for each. Xong rồi ở trong này sẽ là một cái biến trong s, một cái biến nào khác, s ra một cái biến khác là được, đúng không? Kết thúc bằng một vòng lặp a cộng n for x. Xong. Như ngày xưa chúng ta phải làm gì? Một hỏi chấm php for x, đóng mở ngoặc như này, xong bắt đầu là mở cái ngoặc nhọn ra, hỏi chấm đóng vào, xong bắt đầu là lại mở chấm hỏi chấm php đóng ngoặc vào như này, đúng không? Một cốt ở trong này có html lại đóng mở ngoặc echo, nó vất vả ra, đúng không? Bây giờ chúng ta không phải làm gì nữa, chúng ta chỉ dùng có mỗi hai dòng này thôi, hai cái dòng này a còn khối và a còn n khối. Thế là xong. Sau này echo thì chúng ta ngày xưa biết họ là nhỏ hơn hỏi chấm tổng, đấy là ngắn nhất của echo, đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ đơn giản như này là xong. Đây là echo, cái biến nào đây, đi xem. Đây là echo, xong. Nhàn tây, đúng không? Muốn cốt đây phải ở trong đi gì? A cộng php, a cộng n php. Thế nó ngắn và rõ ràng hơn, đúng không? Thì đây là cái sức mạnh của lấy ngoài ra chúng ta với là đây là những cái phần co nhé, những phần co nhé, chúng ta còn có thêm những cái như kiểu là round, round tức là nơi để chúng ta định nghĩa ra các cụm lò lò sẽ được xử lý ở trong cái hệ thống của mình. Thì round này chúng ta có định nghĩa ra có cái lớp round, đây là round này của class nhé, để giúp chúng ta xử lý những cụm lò lò của mình. Round này thì nó có cái đặt thêm cho một round, rồi thì là group round. Được chưa? Rồi thì là có thêm cái middleware cho một cái round. Middleware nó giống như cái filter, nó chính là cái failover filter. Khi mà các bạn trigger một cái bằng bằng URL nào đấy, nó sẽ giúp cái middleware nó sẽ được chặn trước khi các bạn xử lý vào trong chuyển từ round vào controller. Nó chặn trước ở ngoài, nó kiểm tra xem chúng ta có đủ điều kiện để được xử lý tiếp hay không. Nếu không đủ điều kiện thì đẩy ngược ra ngoài. Thì đấy là cái tác dụng của thằng middleware này. Chưa? Rồi thì những cái ứng dụng tiếp theo của chúng ta, ví dụ như kiểu là trong Laravel có sẵn hệ thống để giúp chúng ta ghi log. Đây là ghi lại lịch sử. Xử lý. Ghi lại lịch sử xử lý của hệ thống. Có ghi log luôn. Rồi thì có hệ thống về email giúp chúng ta gửi email rất là nhanh. Được chưa? Cực kỳ nhiều. Rồi thì ngoài ra còn có PHP Addition để giúp chúng ta tương tác với hệ thống dễ dàng hơn, sinh ra những cái file để giúp chúng ta thêm sửa xóa dữ liệu. Được chưa? Thì đây là cái những cái tính năng của tầng thứ 7 trong Laravel cung cấp cho chúng ta. Được chưa? Bây giờ đi vào trong project này. Đi vào trong project này. Với Laravel, đây là project của Laravel. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem là những cái thư mục này nó có ý nghĩa gì, tác dụng của nó ra sao với cái project của mình. Thì các bạn lưu ý cho tôi. Đầu tiên là chúng ta phải đến với cái file đầu tiên là file.env. File.env này là file rất là quan trọng. Ở trong này nó là nơi để config cho hệ thống của chúng ta. Config về cái gì? Thứ nhất, config được kết nối cơ sở dữ liệu. Các bạn nhìn thấy DB Connection nhé. Đây. Đoạn này giúp chúng ta kết nối đến cơ sở dữ liệu.
thì chúng ta có con lộ thiên ở đây, chúng ta rất dễ tương tác đúng không? Thì ở đây cái cơ sở dữ liệu của tôi có DBhost là 127.0.0.1 này, port là 3306 này, database là tên là gì, thì tôi tí nữa tôi sẽ đặt ra một cái là PT12211 gạch dưới assignment như này chẳng hạn, đúng không? Đổi tên nó thành cái tên của database. Tiếp theo là user để vào cái cơ sở dữ liệu thì của tôi là user là root, password là 123456, được chưa? Còn của các bạn nếu mà chạy bằng cái MySQL của Sam ấy, thì các bạn không có pass đúng không? Pass trống đúng không? Thì xóa đi. Đấy, xóa đi. Được chưa? Nếu mà dùng cái MySQL của Sam xóa lại đáng thì là xong, không phải làm như thế. Thế là xong, kết nối xong cơ sở dữ liệu đấy. Thế thì thử nhá. Tôi thử luôn. Đây là cái localhost của tôi này. Tôi sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu tên là assignment new database UTF-8 MB4 này, general CI, xong nhá. Xong rồi bây giờ tôi sẽ chờ tôi tí, tôi sẽ sửa thêm một cái này nữa. App này, provider, app service provider, đúng nhỉ? Route service, chẳng nhớ. Đây đây, chúng ta để tương tác với cơ sở dữ liệu, chúng ta vào đây, chúng ta search. Đây là tôi tạo ra một vài bảng, chúng ta soi xem như nào nhá. Đây chúng ta sẽ search bằng migration. Sẽ có một cái đoạn giúp hướng dẫn chúng ta config. Cần thêm một cái đoạn gì nữa? Rồi ok. Đây, chúng ta kết nối xong cơ sở dữ liệu này, 123456 này. Sau đó chúng ta ngó cho tôi một cái ở trong cái thư mục database này. Đây phần migration. Các cái file migration chúng ta sẽ tạo ra ở đây. Ở đây nó có sẵn hai cái file là create user table và create password reset table. Được chưa? Thì chúng ta có cái bảng này. Đây là nó sẽ giúp chúng ta scheme là tạo scheme keep create và tạo ra bảng user gồm có các cột là ID kiểu dữ liệu là integer auto increment. Tiếp theo là cột name kiểu dữ liệu là varchar 255. Tiếp theo là email kiểu dữ liệu là unique 255 độ dài. Bây giờ tôi thêm một cột nữa vào đây là avatar nhé. Avatar. Được chưa? Tôi sẽ set cho nó là nullable. Các cột kia thì không null được rồi đúng không? Các cột ở phía trên này thì không null được rồi. Có cột avatar được phép null thôi. Được chưa? Bây giờ tôi chạy này. Ở đây tôi chạy cái project này. Rồi. PHP artisan migrate. Đâu? Chạy lại không? Chạy lại. Đây, nó vẫn chạy mà, server vẫn chạy mà. Nè. Server chúng ta vẫn chạy mà. Có ai làm gì đâu. Tôi mở tab mới, thấy tôi mở tab mới không? Được chưa? À, cái này lỗi rồi. Đây lưu ý cho các bạn một chút này. Khi mà chúng ta thay đổi cái gì ở trong file NV ấy, các bạn lưu ý nhá, khi chúng ta thay đổi bất kỳ cái gì ở trong file NV thì chúng ta phải chạy lại một câu lệnh để giúp nó sinh lại cái môi trường. Đó là cái composer dump auto load. Đấy nó giúp chúng ta chạy lại cái sinh lại ra cái môi trường để chúng ta làm. Rồi xong rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy lại cái câu lệnh PHP migrate. Rồi xong rồi đấy. Thì các bạn, lúc nãy chúng ta đang chưa có gì ở trong cái PHP 11211 này đúng không? Tôi vừa mới tạo ra mà làm gì có bảng gì đâu. Bây giờ này, xem này. Bảng user và bảng password reset. Design table. Email token created.
user có gì, ID, name, email, password, avatar, remember token, create token, update token, đúng chưa? Cái thằng migration này nó sẽ giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Còn tương tác kiểu gì thì chúng ta ở trong cái phần NLV này, nó có config cái phần kết nối dữ liệu qua cái cơ sở dữ liệu, được chưa? Đó, phần đầu tiên của file NLV là kết nối tương tác cơ sở dữ liệu. Cái thứ hai là để giúp cái app của chúng ta có thể chạy được ấy, thì chúng ta bắt buộc phải có cái app key, được chưa? Bắt buộc phải có cái app key. App key này nó sẽ giúp cái hệ thống của chúng ta nó bảo mật hơn, được chưa nhỉ? Thì nếu mà chúng ta trong trường hợp chúng ta không có app key, chúng ta cắt đi chẳng hạn, được chưa? Thì xem nó có chạy không nhá. Vẫn chạy. Đây phải chạy lại. Tôi vừa nói là thay đổi cái file NLV thì phải chạy lại cái composer đang một load đúng không? Quản chờ một chút, nó generate ra. Xong. Bây giờ các bạn chạy lại cái này. Wow. Start lại server. Rồi. Cộng 8000, 8000 nhá. Đúng không? Cộng 8000 đúng không? Chết luôn. Không chạy được bởi vì cái project đây này nó ra luôn này. No application in cryptide key has been specified. Là không có cái app key thì cái ứng dụng của chúng ta nó sẽ không chạy được. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta phải sinh ra cái app key mới. Tôi lỡ xóa rồi, bây giờ tôi phải sinh ra cái app key mới. Thì câu lệnh sinh ra app key của tôi nó sẽ là PHP artisan key 2.generate. Đó, sinh ra cái app key mới thì chúng ta mở cái file NLV ra. Sẽ nhìn thấy nó làm một cái đoạn app key nữa đúng không? Thay thế vào đây. Thì bây giờ chúng ta lại serve lại server. Thì chúng nó mới chạy. Rồi xong rồi đây. Lại chạy như bình thường. Đúng không? Thì đấy là cái tác dụng của cái app key, giúp cái hệ thống của mình bảo mật hơn. Tiếp theo là các cái phần khác, ví dụ app debug true này. Tức là cái màn hình này của chúng ta này, cái màn hình xanh đen đen đúng nữa, hiểu không? Cái màn hình đen đen đấy là chúng ta đặt cái debug là bằng true, tức là nó hiển thị ra lỗi của mình ở ngoài đấy. Còn nếu chúng ta set là false thì nó sẽ không hiển thị lỗi nữa. Đấy không? Nó hiển thị một cái trang trắng. Tiếp theo là app URL. Thì cái này ở trong cái khi mà chúng ta phát triển ở máy bình thường của mình ấy, máy ở máy local của mình nhá, thì chúng ta không cần phải quan tâm đến này. Nhưng khi chúng ta đưa lên server ấy, lưu ý cho tôi, khi chúng ta đưa lên server ấy, thì chúng ta phải sửa lại cái này. Sửa lại cái đoạn là đoạn app URL này để cho nó sẽ có những cái file để giúp chúng ta lấy ra cái đường dẫn vào ảnh này, vào router này. Thì đấy là cái tác dụng của app URL. Còn ngoài ra, chúng ta có cái broadcast. Cái này nó là để sau này giúp chúng ta làm việc với những cái hệ thống, ví dụ như kiểu là đẩy notification. Đây là những cái config để giúp nó đẩy notification đi. Rồi thì Redis host, thì đây là làm việc với Redis. Thì các bạn chắc là trả động với cái này là gì? Email, sau này để gửi email thì chúng ta phải sờ vào đây để sửa. Ví dụ như ở cái file kia của tôi, ở cái con này của tôi, nó có sửa về cái email document này. In. Đây, con này tôi có gửi email. Thì tôi mở cho các bạn coi xem vào trong này tôi config cái gì. Đây này, email NMTP Gmail. Mail là sinh viên poly a còng cái gì đấy. Tôi chạy thử con này để gửi mail nhá. Tôi tắt cái con server này đi. Tôi mở cái con này ra. Rồi, PHP artisan serve. Rồi xong, bây giờ tôi vào. Vẫn localhost 8000. Wow, không chạy được hả? Đùa chứ. Gì đây? Đây. Sorry các bạn, tôi hôm trước tôi đẩy đến server cho nên là tôi sửa lại config.
NV đây. Đây là root. Đây là password. 123456 xếp xuống. Composer dump output load. Rồi xong. Sớp lại. Rồi. Đó. Bị điên à? Rồi đây. Được chưa? Sinh viên T3H đây. Giờ tôi vào trang quản trị. Đây tôi sẽ gửi một email. Điện TH32A.gmail.com gửi đi. Xong. Khởi tạo lại mật khẩu. Email đã được gửi. Mail đến đây. gmail.com. Đây, sinh viên FPT Poly tạo lại mật khẩu. Được chưa? Đây là tên của người dùng người tôi tạo ở trong được cơ sở dữ liệu. Đây, link tạo lại mật khẩu. Được chưa? Đó, thì đây là cái email nó gửi đi. Thì chúng ta phải config cái email ở trong này thì chúng ta mới gửi đi được. Đây là tôi sử dụng Gmail. Thì đến lúc học về gửi email tôi sẽ hướng dẫn các bạn gửi email này đi. Rất nhanh thôi, nó không có gì phức tạp cả. Đó, tiếp theo nhá. Quay trở về với cấu trúc của Laravel của chúng ta. Thì chúng ta có file NV tôi vừa giới thiệu qua, là file config về hệ thống. Tiếp theo là file app. Trong app này nó chứa thư mục console này. Nhá. Cái thư mục console này để làm gì? Chúng ta xem, nó có cái PHP artisan, bạn enter xuống. Đây, bạn nhìn thấy nhiều không? Rất là nhiều. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một cái câu lệnh artisan và viết code cho nó. Thì các bạn viết code như thế nào ấy, thì code của nó sẽ nằm ở trong cái phần console này. Được chưa? Thì đấy là tác dụng của cái thư mục console chứa những cái file mà sau này chúng ta viết logic cho cái phần artisan. Tiếp theo, cái exception này bỏ qua nhé. Chúng ta có exception handler này thì chúng ta sẽ học sau. HTTP. HTTP này sẽ là nơi để chúng ta chứa controller và middleware. Sau này chúng ta cũng sẽ tự tạo ra những cái middleware của mình. Thì chúng ta sẽ có cái controller và middleware trong này. Model chứa ngoài thư mục app luôn. Đây các bạn xem này. Model nó ngang hàng với con console exception HTTP thì đây. Đây là gì? Model. Bây giờ tôi tạo ra một cái model nhá. PHP artisan make. Tôi clear cái này đi nhìn cho nó rõ. Đây. Có PHP artisan make 2.model cách product. Xong, các bạn nhìn thấy cái product đấy không? Nó tạo ra cho chúng ta một cái model. Bây giờ chúng ta chỉ việc là config cho cái model này đại diện cho các bạn là cơ sở dữ liệu là xong. Được chưa? Xong, đấy là model sẽ tồn tại ở trong thư mục app này. Tiếp theo, thư mục bootstrap các bạn không phải quan tâm. Thư mục config. Đây là nơi chính thức để chúng ta config dữ liệu trong hệ thống. Ví dụ config kết nối cơ sở dữ liệu thì chúng ta có cái file là database.php. Thì ở đây các bạn thấy cái chữ NV này, DB connection, là cái app này sẽ kết nối đến cái cơ sở dữ liệu loại nào. Thì nó sẽ kiểm tra trong file NV xem cái đầu có cái key là DB connection này có không. Nếu có thì lấy giá trị của cái DB connection, nếu không có thì gán bằng MySQL. Được chưa? Thế cái MySQL đấy là cái gì? Đây này. MySQL là cái này. Driver, nó sử dụng PDO mà. Cho nên sẽ có cái driver. Driver là MySQL host bằng dbhost hoặc bằng 127.0.0.1. Port bằng dbport hoặc 3306. Database bằng nv database. Tức là cái phần database này ở trong cái file chấm
cái file chấm .env đây này. Thì ra nó chính là cái phần này kết nối cơ sở dữ liệu của chúng ta, tương tự với username và password, socket rồi thì là tra xét các thứ kiểu, được chưa nhỉ? Đó, rồi file system là cái file khi mà chúng ta lưu file bằng pp xuống nó sẽ lưu ở trong thư mục nào, thì ở đây nó sẽ lưu vào trong cái storage này, trong thư mục storage này, được chưa? Thì đấy là cái thư mục về về config. Tiếp theo thư mục database. Trong thư mục database này nó sẽ có hai phần chúng ta cần phải quan tâm, đó là phần migration để giúp chúng ta tạo ra cơ sở dữ liệu, tạo ra các bảng cơ sở dữ liệu. Tiếp theo là seeding là thêm dữ liệu vào trong cái những cái bảng đấy, tôi sẽ dạy cho các bạn vào những cái buổi tới. Tiếp theo là thư mục public. Thư mục public này nó sẽ chứa file HTTPS. Thì khi mà chúng ta triển khai cái website này lên hosting ấy, thì chúng ta phải trỏ cái domain vào trong cái thư mục public này thì nó mới chạy được, còn nếu không chạy được đâu. Giống như việc các bạn là bê cái project này vào trong cái file HTTPS thì các bạn phải localhost sược tên thư mục sược public thì nó mới chạy, chứ nếu các bạn sược vào thư mục không chạy, được chưa? Và trong cái file public này nó chứa những cái file tài nguyên có thể tải về được, ví dụ như file CSS, file JS, được chưa? Và cái file khởi đầu cho hệ thống là file index.php, được chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của file public. Sau này tài nguyên của các bạn sẽ được đặt ở trong này. File resource thì nó sẽ chứa cái thư mục view, là nơi sẽ chứa những cái giao diện của chúng ta. Như lúc nãy tôi demo đúng không? Sửa chữ Laravel thì chữ thiện TH thì nó sẽ chứa các cái tầng view ở trong này, và chứa cái language sau này chúng ta làm multi language, tức là đa ngôn ngữ, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thư mục LAN ở đây. Router, route thì các bạn xem cái file web này nhá, nó có cái route get bằng function welcome đúng không? View welcome bây giờ thêm một cái nhé. Bỏ này đi. Rồi tôi thêm một cái round này, hai chấm get thiện th phẩy function return rồi nhá. Chưa hết tôi comment này vào đã. Chúng ta coi localhost 8000 quả chưa bật server. Ồ, sao không chạy nhỉ? Vậy tầm bạn đây không chạy rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sược thiện th này, sorry the page you are looking for could not be found, tức là không tìm thấy cái url này đúng không? Bây giờ tôi bỏ comment đi, được chưa? Thiện th fpt polytechnic, tức là ở đây là sao, chúng ta định nghĩa ra các cái url sẽ được xử lý ở trong cái project này, chứ không phải cái nào cũng xử lý, hiểu không nhỉ? Đó, định nghĩa ra các cái URL sẽ được xử lý ở trong project thì chúng ta sử dụng cái file, những cái file nằm trong cái thư mục route ở đây. Tiếp theo storage là nơi chứa log, các bạn xem cái file Laravel log này, nhìn thấy gì không? Những cái lỗi xảy ra với hệ thống thì nó sẽ chui vào đây. Đó. Và sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết log như thế nào. Tiếp theo thư mục test. Thì test nó sẽ là giúp chúng ta thực hiện unit test. Unit test là một trong những kỹ năng rất là quan trọng của developer để các bạn đủ khả năng đi làm. Thì ngoài debug ra thì chúng ta còn cần phải biết unit test nữa. Thì đây sẽ là nơi để chúng ta thực hiện unit test. Tiếp theo là thư mục vendor. Đây là thư mục nặng nhất ở trong cái framework này. Nó chứa toàn bộ các cái thư viện sẽ được cài và sử dụng ở trong cái framework của chúng ta. Đây là thư mục vendor và thư mục thư viện. Thì đó là toàn bộ cái
toàn bộ những cái thư mục và những cái file cần thiết cần phải viết ở trong cái framework Laravel này. Được chưa nhỉ? Bây giờ vòng đời của nó sẽ đi như sau. Đầu tiên bắt đầu từ round. Yeah. Bước 1 bao giờ cũng bắt đầu từ round file get này. Các bạn nhìn thấy get thiện th đúng không? Được chưa nhỉ? Bây giờ sau đó từ round này nó sẽ chạy vào trong, sau này chúng ta sẽ xử lý kiểu như này này. Là home controller a còng index chẳng hạn. Được chưa? Tức là file home controller và hàm index của file home controller này sẽ xử lý cái URL là thiện th ở đây. Được chưa? Thì chúng ta ngó trong app HTTP xem có home controller không, có đúng không? Không có thì tạo ra thôi. PHP artisan make controller home controller. Đấy, xuất hiện home controller rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ là public function index. Tôi return ở đây là thiện th. Được chưa? Bây giờ chúng ta điều hướng từ route về home controller. Hàm index xử lý cái này. Bây giờ chúng ta chạy lại cái logic kia. URL này. Đúng chưa? Đấy là đã về cái về cái hàm index nằm trong file home controller. Được chưa nhỉ? Bây giờ tương tác với model này. Chúng ta vào model nhá. Chúng ta thêm thử vào trong cái bảng user này khoảng vài cái user. Chúng thêm vào đây. User này là Phí Văn Chí này. Email là chivpa@gmail.com này. Password 123456 này. Avatar không có này. Xong. Đây là Cao Văn Phong. Đây là Phong CP CN a@gmail.com 123456. Rồi xong. Đây là hai user nhá. Thêm vào đây hai user nhá. Đây chúng ta tương tác với user này. Thì chúng ta đây có bảng user đây, có cái user model đây. Chúng ta bảo phải viết cho nó là một cái là một cái hạng, một cái biến để giúp nó người ta biết được xem là cái user, cái bảng user này đại diện cho bảng nào trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta có protected $table bằng tên bảng user. Xong. Được chưa? Bây giờ lấy dữ liệu ra từ bảng user này. Use app sược user. Xong. Xem này. Biến user bằng user 2.2. On. Và chúng ta DD ra. DD là dump và die. Và dump và die. Biến user này. Coi nhá. Collection bằng mấy? Hai item. Đúng không? Bung ra. Bung tiếp. Đây là ông nào? Chí. Ông này là ông nào? Chắc chắn là ông Phong rồi. Được chưa? Cực kỳ nhanh và cực kỳ gọn. Được chưa? Đấy, chỉ đơn giản đấy thôi. Xong nhỉ? Bây giờ tôi sinh ra view này. Nào, từ đầu. Đầu tiên làm cái gì cũng bắt đầu từ round. Định nghĩa ra một cái round. Còn về chi tiết cái round này, buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Để cho yên tâm. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn luôn các bạn cái round này. Thì đầu tiên bao giờ mọi thứ bắt đầu từ round. Sau đó trỏ về controller và hàm index. Được chưa? Tiếp theo này. Bây giờ về controller và hàm. Cần tương tác với cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ phải gọi đến model. Đúng không? Gọi đến model thì model đây. Viết cho nó cái model này đại diện cho cái bảng nào trong cơ sở dữ liệu. Và sau. Sau đó chúng ta muốn lấy dữ liệu thì tên user 2.2.on lấy hết ra. Cái này là khái niệm về eloquent. Thì buổi sau nữa tôi hướng dẫn. Được chưa? Đó. Và hiển thị ra. Bây giờ tôi truyền ra view này. Chuyển ra view nhá. Return view. View của tôi là user list. User list.
và tôi truyền cái dữ liệu này ra ngoài user kia, thì tôi sử dụng cái array, đây là biến user sc, đây là list user đi, list user truyền ra ngoài kia là cái biến user sc này, chính là cái biến ở trên. Bây giờ coi tôi làm gì nhá. Các bạn chưa cần phải hiểu hết những cái này đâu, chỉ thấy nó chạy được, nắm được cái, nắm được từ đâu chạy đến đâu là được. Không nhất thiết là cứ phải code được ngay đâu. Bạn xem ở thằng resource này, view này, tạo file ra, new file, userlist.blade.php. Không chưa? Đuôi là gì? Blade, đúng không? Thì đây là file sẽ sử dụng blade view. Chúng ta có cái table ở đây. Xong, th này, đây là ID này, đây là email này, đây là password này, thích thì hiển thị password luôn. Rồi, trong t3d này, chúng ta dùng có for nhé. A cộng for each. Các bạn xem tôi copy cái biến ở đâu nhá. List user s user, bây giờ này vứt lên trên. Cột đầu tiên là cột ID đúng không? Echo ra cái user trỏ đến ID, echo user trỏ đến email, echo user trỏ đến password. Đúng chưa? Xong chưa? Đấy, một vòng đời, một vòng đời round controller. Nếu chúng ta đang có sự nghiệm thì mô đồ và truyền dữ liệu vào máy tính. Thế là xong, hết rồi. Bài học hôm nay chúng ta chỉ có bằng này thôi nhé. Được chưa? Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn cho thực hành, thì cố gắng mang cái lab đi nhá. Cố gắng mang cái lab đi, tôi sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta nắm chắc được cái vòng đời và hiển thị được dữ liệu từ trong cơ sở dữ liệu ra. Thì buổi sau tôi sẽ hướng dẫn. Thì về các bạn chịu khó lên trên cái trang này, migration laravel.com này, đọc phần installation để cài đặt và search cho tôi cái từ này round, chuẩn bị trước cho tôi cái từ round này routing, xem nó có thể làm một cái việc gì. Buổi sau chúng ta sẽ học về routing, được chưa? Còn bài assignment, assignment của chúng ta thì rất dễ thôi, và để thi rất dễ thôi. Đó là nếu mà assignment thì làm quản lý một trang tin tức, làm cả admin, làm client. Còn bài thi thì đồ đồng đề create, read, update, delete hai bài có quan hệ chat con giống như các kỳ, không được lấy phức tạp hả? Bài thi được chưa? Lại có thể không? Không có gì nhiều.